Dạ vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với CD video của tôi liên quan đến việc lập kế hoạch các cái chiến dịch và các chương trình khuyến mại giúp cho các nhà bán buôn, các nhà bán lẻ có thể sử dụng các chương trình khuyến mại một cách hiệu quả và từ đó có thể giúp tăng trưởng doanh số bán hàng và cạnh tranh được so với đối thủ trên thị trường. Và bài học ngày hôm nay là bài học tôi sẽ nói về việc lập kế hoạch các chiến dịch khuyến mại trong một năm. Và để thuận tiện cho các anh chị theo dõi thì tôi sẽ kết hợp là quay màn hình máy tính thêm để các anh chị có thể tham khảo một cái mẫu biểu mà tôi lập ra ở đây. Thế thì ở trên máy tính các anh chị có thể nhìn thấy đây là một cái mẫu biểu, một cái file Excel tôi đã làm sẵn, đúng không ạ? Trong một năm thì có 12 tháng, các anh chị nhìn thấy từng cái sheet như thế này, đúng không ạ? Tổng là 2018 tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11, vân vân, tháng 12, được chưa ạ? Vâng. Thế thì biểu mẫu tôi đã làm sẵn để gửi cho các anh chị rồi. Các anh chị có thể tham khảo cái biểu mẫu này và có thể phát triển thêm bớt hoặc là như thế nào đấy cho nó phù hợp với cái quy mô cũng như là cái năng lực của mình. Thì cái biểu mẫu này thì tôi làm là gồm có là tôi chia thành 12 tháng và theo cái lịch dương hàng tháng thì có thể sẽ có từ 4 cho tới 5 tuần, đúng không ạ? Thí dụ đây các bạn đang nhìn thấy một cái mẫu biểu vào tháng 8 năm 2018. Vâng, tôi lấy thí dụ như vậy để làm gì ạ? Để các bạn lập kế hoạch cho cả một năm, các bạn sẽ có 12 tháng và trong từng tháng các bạn sẽ có từng tuần và thậm chí trong từng tuần các bạn sẽ có từng ngày. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Áp dụng cho công ty gì, sản phẩm gì, vì đây là tôi tạo mẫu, đúng không ạ? Người lập biểu là ai, đúng không ạ? Tên tôi, email, số điện thoại đầy đủ ở đây ạ. Vâng. Thế thì từ tuần 1 cho đến tuần 5 của tháng 8, đấy, chúng ta có thể nhìn thấy doanh số kế hoạch của chúng ta đang mong muốn là gì. Ví dụ như là các cái doanh số tổng trong một tháng chia theo từng điểm bán, ta có điểm bán 1, điểm 2, bán 2, điểm bán 3, điểm bán 4, điểm bán N, đúng không ạ? Chia cho thương mại điện tử thì chúng ta có là ví dụ doanh số từ website, doanh số từ fanpage Facebook, từ cộng tác viên, từ các cái website thương mại điện tử như là AD rồi Lazada, Tiki, Sen Đỏ vân vân, đúng không ạ? Hoặc là doanh số từ mảng cộng tác viên, doanh số mảng bán buôn, doanh số mảng nhượng quyền, doanh số mảng đại lý ký gửi vân vân, phụ thuộc vào việc là các bạn phát triển kênh nhiều đến đâu, được chưa ạ? Thì tôi có đưa ra một số những cái kênh như vậy. Thế sau đó thì các bạn đưa các con số vào đây, có thể là 1 triệu, 2 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ tùy vào cái năng lực của công ty, cái quy mô của công ty, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái chương trình về marketing nói chung, các công việc về marketing nói chung, đúng không ạ? Và dành cho việc khuyến mại. Đấy. Thế thì đây là một cái kế hoạch các bạn lập ra, ví dụ như là cái chương trình khuyến mại của các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy là một cái chương trình khuyến mại tôi đưa ra rất là nhiều. Ví dụ như khuyến mại giảm giá, khuyến mại tặng quà, khuyến mại combo, khuyến mại thanh lý, hàng lẻ size, hàng cận đét vân vân, đúng không ạ? Khuyến mại sự kiện, khuyến mại liên kết với đối tác, các khuyến mại khác vân vân. Thì các bạn liệt kê càng nhiều các cái chương trình khuyến mại vào đây càng tốt. Và sau đó các bạn chỉ việc làm gì ạ? Điền thêm vào. Ví dụ như là tuần 1 thì giảm giá, tôi sẽ giảm giá những cái gì, từ ngày nào đến ngày nào, một tuần cũng ngắn thôi, có 7 ngày thôi. Mình có thể đưa ra một chương trình trong một tuần hoặc là hai chương trình trong một tuần. Đấy, và bên dưới tặng quà thì mình tặng quà gì, combo thì mình làm combo gì. Ví dụ như combo một áo, một quần, combo một giày, một tất, combo một váy, một đồ lót. Thí dụ như vậy, đấy gọi là khái niệm combo. Combo 2-3 sản phẩm, combo 3-4-5 sản phẩm vào, đúng không ạ? Thì đấy chính là cách chúng ta sẽ làm các chương trình khuyến mại. Và khi chúng ta có chương trình khuyến mại rồi, chúng ta đưa các chương trình vào đây rồi, thì chúng ta sẽ kết hợp với các công việc marketing và truyền thông. Bởi vì nếu mà chúng ta đưa ra chương trình khuyến mại nó rất là hấp dẫn, nó giống như một cô gái đẹp mà cô gái đẹp này lại không được đi ra ngoài, không được quảng cáo, không được người ta biết đến, thì cũng sẽ không giải quyết được vấn đề, có đúng không ạ? Thế thì vậy thì chúng ta sẽ phải làm các cái chương trình truyền thông, ví dụ như là ta phải đăng lên website bài viết, banner, đúng không ạ? Ta phải gửi email marketing cho khách hàng, ta phải đăng lên các cái trang thương mại điện tử khác. Đợt này tôi chạy chương trình khuyến mại đấy, bạn làm banner bạn đăng lên cho tôi đi. Bạn phải đưa lên kênh YouTube, đúng không ạ? Bạn đưa lên fanpage, cover,
rồi bạn đưa lên group mà timeline, rồi các bài post kiểu như vậy, hoặc là bạn đưa lên profile của mình, rồi thì bạn có thể chạy quảng cáo Google AdWords, PR, báo chí, sự kiện, người nổi tiếng. Và rồi thì bạn cũng phải chuẩn bị các cái vật phẩm trưng bày để mà cho cửa hàng của mình, ở cho các cái điểm bán của mình, tùy vào cái số lượng chuỗi của mình nhiều hay ít, đúng không ạ? Thậm chí phải tạo ra catalog, đúng không ạ? Và đặc biệt là chúng ta cũng phải đào tạo nhân viên bán hàng. Thì chúng ta nhìn vào một cái bản gọi là chiến lược và kế hoạch khuyến mại như thế này, thì chúng ta có thể tưởng tượng là chúng ta sẽ phải làm gì. Và các bạn nhân cái sheet này lên, cái sheet tháng 8 này lên thành 12 cái sheet như vậy, thì chúng ta sẽ thành được 1 năm. Và chúng ta có thể lập kế hoạch cho cả 1 năm, cả 1 quý luôn, đúng không ạ? Thế thì đây là chúng ta lập ra thôi, còn thực tế thì chúng ta có thể điều chỉnh. Chúng ta có thể phải điều chỉnh chúng ta đưa ra kế hoạch nhưng mà nó không đạt được, hoặc là nó tăng trưởng quá mức thì cũng rất là tốt, đúng không ạ? Thế thì đấy chính là cái cách mà chúng ta sẽ thực hiện cái việc đó trong tương lai và cái quá trình của chúng ta. Ví dụ bây giờ đang là tháng 3, bây giờ đang tháng 4, thì kế hoạch tháng 8, tháng 9 có thể là chưa tới và nó có thể không đạt được. Thì chúng ta có thể điều chỉnh sao cho nó phù hợp với thị trường, được chưa? Bằng cách là chúng ta tưởng tượng ra hết các chương trình khuyến mại, hết các cái chiêu thức mà tôi sẽ trình bày với các bạn là 52 cái tuyệt chiêu, cái chương trình để các bạn có thể làm, điền vào đây đủ 52 tuần luôn. Ok, các bạn đã hiểu ý tôi chưa ạ? Vâng, như vậy thì tôi vừa hướng dẫn các bạn lập một bản kế hoạch bằng Excel cho 5 tuần trong 1 tháng và 12 tháng trong 1 năm, để các anh chị có thể tung ra được các chương trình khuyến mại một cách có kế hoạch, một cách có chủ đích, một cách là gì ạ? Có hiệu suất, và chúng ta không bị cập dập, đúng không ạ? Chúng ta không bị gọi là tùy hứng, ngẫu nhiên. Chúng ta có kế hoạch rất là chuyên nghiệp và chúng ta có sự chuẩn bị. Bởi vì người ta nói rằng là một cái sự thành công khác với một cái người không thành công ở chỗ là có sự chuẩn bị, có được kế hoạch, đúng không ạ? Với một chương trình khuyến mại như vậy, chúng ta sẽ làm marketing như thế nào, các cái deadline ra sao, khuyến mại như thế nào, các cái thông điệp, hình ảnh như thế nào, chúng ta sẽ ngồi chúng ta thảo luận với nhau. Hãy nhớ rằng là mảng bán lẻ và mảng bán buôn, đặc biệt là mảng bán lẻ, hiện nay khuyến mại là một trong những cái giải pháp marketing, một trong những cái giải pháp bán hàng vô cùng quan trọng tại thị trường Việt Nam cũng như là trên thế giới. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này, video về lập kế hoạch và chiến lược khuyến mại bằng một cái bản Excel trong 52 tuần, 12 tháng, và trong mỗi một tháng thì có từ 4 đến 5 tuần. Các anh chị đã hình dung ra rồi chứ ạ? Và một lần nữa thì xin nhắc lại, đây là một mẫu biểu để các anh chị tham khảo. Các anh chị có quyền tùy biến, thay đổi, thêm bớt, thậm chí không áp dụng mẫu biểu này. Các anh chị có thể tải trên mạng những mẫu biểu khác, hoặc là sáng tạo ra những mẫu biểu các anh chị cảm thấy phù hợp. Như tôi thì tôi thấy là đây là cái mẫu biểu tôi là lập ra, và tôi thấy là nó cũng mang cái tính gọi là rất là trực quan, và mình nhìn thấy nó rất là dễ, thì mình có thể làm được như vậy. Và mọi người có thể tải cái mẫu biểu này ở trên website là pamarketing.vn của tôi. Các bạn Google search cái từ khóa là khóa học về chiến lược khuyến mại, đúng không ạ? Lập kế hoạch khuyến mại, thì các bạn sẽ thấy. Thì tôi sẽ tải cái file này lên trên website, thì các bạn vào đấy các bạn tải là được. Ok ạ. Còn nếu mà các bạn không tải được thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ email phananhonline@gmail, website pamarketing.vn, và số điện thoại tôi đã show ở đây rồi. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các anh chị trong một cái video tiếp theo. Xin chào.